đẳng cấp thương hiệu. Phong cách quý phái và nổi bật. Sự khác biệt và sang trọng. Sự khác biệt và đẳng cấp. Minh Trí và Kim Hằng xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Mua Sắm trên truyền hình AZShop. Thưa quý vị, chiếc đồng hồ đeo tay luôn là một người bạn thân thiết gắn bó với mọi chúng ta. Bởi vì với chiếc đồng hồ đeo tay thì chúng ta có thể là chủ động sắp xếp được thời gian trong một ngày phải không nào? Nếu như bạn là một người khéo léo biết kết hợp giữa đồng hồ đeo tay với trang phục thì sẽ tạo nên cá tính và phong cách riêng cho mọi chúng ta. Kim Hằng này, chúng ta có thể là xem giờ trên điện thoại nè, trên laptop và trên rất là nhiều vật dụng khác nữa. Nhưng không gì có thể thay thế bằng một chiếc đồng hồ. Mặc dù là chúng ta đang vội vã trong công việc hoặc là đang rất là nóng lòng để chờ đón một người bạn nào đó, hoặc đang thảnh thơi ngồi đọc một tờ báo, nhưng chúng ta vẫn thường hay có thói quen đó chính là lật cổ tay lên và xem mấy giờ rồi. Quý vị thân mến, như vậy là việc sở hữu một món hàng hiệu để tăng giá trị đẳng cấp của bản thân và ngày càng tự tin. Tuy nhiên, khi mà quý vị mua hàng này trên AZShop thì với một mức giá rất là ưu đãi thôi, chỉ có là 1.390.000 đồng mà thôi. Nếu như tất cả quý vị cùng một lúc mua bộ đôi đồng hồ đến từ thương hiệu Whisga, chúng ta sẽ được tặng kèm theo đó chính là một chiếc nhẫn đá quý rất là sang trọng. Kim Hằng gợi ý quý vị là khi chúng ta kết hợp giữa chiếc đồng hồ Swissga và chiếc nhẫn trang sức đá quý cao cấp này thì quả thật rất là sang trọng và đẳng cấp. Bên cạnh đó thì khi mà chúng ta diện những trang phục công sở hay là trang phục đi chơi thì quả thật chiếc nhẫn này hoặc là chiếc đồng hồ sẽ làm tôn thêm giá trị của bản thân bạn. Đồng hồ mạ vàng kim cương Whisga, đồng hồ nam 1.790.000 đồng, đồng hồ nữ 1.790.000 đồng, giảm ngay 400.000 đồng, chỉ còn 1.390.000 đồng đối với đồng hồ nam, 1.390.000 đồng đối với đồng hồ nữ. Hãy mua ngay cặp đồng hồ Whisga nam và nữ để được nhận ngay một nhẫn mạ bạch kim cao cấp trị giá 500.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay khi mà chất lượng cuộc sống của chúng ta ngày càng tăng thì việc sử dụng hàng hiệu không còn là điều gì quá xa lạ phải không ạ? Và khi mà chúng ta sử dụng hàng hiệu thì sẽ giúp cho chúng ta tự tin hơn trong giao tiếp cũng như là nâng tầm giá trị của bản thân. Và ngày hôm nay khi mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu cao cấp Swissga thì sẽ giúp quý vị thực hiện được điều này, bởi vì thương hiệu Swissga đã được nổi tiếng lâu năm tại Hàn Quốc và được rất là nhiều người tin dùng. Thưa quý vị, chất lượng của hàng hiệu không chỉ được khẳng định bởi thương hiệu mà ngay cạnh đó thì nó còn khẳng định bởi giá trị của sản phẩm. Và giá trị đầu tiên mà Kim Hằng muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là 10 viên đá quý được đính xung quanh các mốc giờ trên bề mặt đồng hồ. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó chính là ngay mốc giờ thứ 12 có một viên kim cương thật từ thiên nhiên xuất xứ từ Mỹ. Để tăng thêm độ tin cậy về sản phẩm khi mà quý vị sở hữu đồng hồ Swissga thì quý vị sẽ được kèm theo một tờ giấy kiểm định từ công ty vàng bạc đá quý của Hàn Quốc. Như vậy thì chất lượng của sản phẩm cũng như là chất lượng của viên kim cương được đính ngay mốc giờ thứ 12 sẽ được khẳng định một lần nữa thưa quý vị. Ngoài ra, tính thương hiệu và đẳng cấp của chiếc đồng hồ Whisga còn được thể hiện ở công nghệ mạ vàng BVD 24K. Công nghệ mạ vàng BVD là một công nghệ mạ vàng chất lượng cao và do vậy sẽ giúp cho chiếc đồng hồ Whisga sau một thời gian dài sử dụng không sợ bị phai màu, không sợ bị trầy xước và cũng như là giúp an toàn cho sức khỏe của chúng ta nữa. Trên tay của Minh Trí đó chính là giấy kiểm định chất lượng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 về công nghệ mạ vàng BVD của chiếc đồng hồ Whisga. Kính thưa quý vị, và có một đặc điểm nữa thú vị nữa của chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Whisga đó chính là bề mặt của chiếc đồng hồ được làm bằng chất liệu sapphire. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng là sapphire, mặt đá sapphire sẽ giúp cho chiếc đồng hồ của chúng ta khó bị trầy xước, khó bị vỡ, và lỡ như là nếu như trong quá trình mà chúng ta sử dụng chiếc đồng hồ có rớt xuống mà bề mặt sàn nhà đi chăng nữa thì chúng ta an tâm có thể là giữ cho vẻ đẹp của chiếc đồng hồ của chúng ta vẫn sáng bóng như mới. Bên trong bộ máy của Swissga được đến từ thương hiệu Seiko Nhật Bản, được chạy mạnh mẽ và vô cùng chính xác về thời gian. Thưa quý vị, và có một điều tuyệt vời nữa đó chính là phần pin của chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Whisga có thể giúp cho chiếc đồng hồ của chúng ta hoạt động lên đến là 700 ngày. Và như vậy chúng ta thấy rằng là một chiếc đồng hồ đẳng cấp và tạo nên cá tính của người sử dụng. Đồng hồ Swissga có thiết kế dây ron cao su cao cấp chống thấm nước với mực nước sâu đến 30m và chịu đựng được 3 atmosphere thưa quý vị. Đồng hồ mạ vàng kim cương Swissga, sự thành đạt của nam giới, vẻ đẹp cao quý, sự quý phái của nữ giới. Đồng hồ mạ vàng kim cương Whisga, đồng hồ nam 1.790.000 đồng, đồng hồ nữ 1.790.000 đồng, giảm ngay 400.000 đồng, chỉ còn 1.390.000 đồng đối với đồng hồ nam, 1.390.000 đồng đối với đồng hồ nữ. Hãy mua ngay cặp đồng hồ Whisga nam và nữ để được nhận ngay một nhẫn mạ bạch kim cao cấp trị giá 500.000 đồng.